Lời Chúa, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm B, ngày 29 tháng 11 năm 2020. Happy New Year! Xin chào anh chị em. Chúng ta bắt đầu bước vào mùa xuân mới của giáo hội, lịch phụng vụ của giáo hội Công giáo. Hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, là bắt đầu năm mới. Ngày Chủ nhật chúng ta lấy lời Chúa năm B. Năm ngoái là năm A, năm nay là năm B. Và ngày Chủ nhật, mời anh chị em chúng ta cùng cầu chúc cho nhau năm mới được bình an trong lòng thương xót của Chúa. Ngày Chủ nhật, anh chị em chúng ta họp nhau lại để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, cầu nguyện cho anh chị em tôn giáo bạn, cầu nguyện cho những người lương dân, cầu nguyện cho những người đạo, ngoại đạo. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho ước mơ, ước chi trên trái đất này, ước chi trên mảnh đất Việt Nam này, có được một nơi để mọi người họp nhau lại mà cầu nguyện lòng Chúa thương xót, thực hành lòng Chúa thương xót và đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Ước chi ốc đảo lòng thương xót, ngôi làng lòng thương xót, ngôi đền thờ lòng Chúa thương xót trong năm mới này được trở thành hiện thực, như lòng chúng ta khao khát ước mơ. Ước chi tất cả mọi người cùng hiệp nhau cầu nguyện, và sức mạnh của lời cầu nguyện sẽ biến những ước mơ, ước chi của chúng ta trở thành hiện thực. Cầu chúc cho nhau điều đó. Chúng ta tạ ơn Chúa và nhìn lại một năm vừa qua với biết bao ơn huệ Chúa ban cho mình. Đã qua được cơn đại dịch, còn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc đến bây giờ. Vượt qua những khó khăn, thử thách, biết bao nhiêu người thất nghiệp, biết bao nhiêu người phá sản, biết bao nhiêu người không có công ăn việc làm, biết bao nhiêu người thất vọng. Chúng ta vẫn được Chúa ban cho bình an tới giây phút này. Tạ ơn Chúa vì cơn đại dịch, rồi bao nhiêu thiên tai, cháy rừng, lũ lụt, rồi sạt lở, động đất, rồi chiến tranh loạn lạc, biết bao nhiêu biến cố trên thế giới. Lòng thương xót Chúa vẫn bao trùm chúng ta, và nhất là cho anh chị em mình còn được vững niềm tin vào Chúa, để không phải nghe Chúa nói khi con người đến liệu còn niềm tin trên trái đất này nữa hay không. Chúng ta vẫn còn khẩn thiết giang tay lên và nói với Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm B, bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah chương 63. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha, là đấng cứu chuộc chúng con, đó là danh Ngài từ muôn thuở. Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài? Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước thánh nhan. Ngài ngự xuống và núi non rung chuyển trước thánh nhan. Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy, có vị thần nào ngoài Chúa ra đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình. Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui, và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy. Kìa, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con,
Nhưng khi mãi đi theo các đường lối của Ngài, chúng con sẽ được cứu thoát. Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế. Mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ. Tất cả chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm tựa cơn gió quấn chúng con đi. Không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt mà không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con mặc sức hành hạ chúng con. Thế nhưng, lạy Đức Chúa, Ngài là cha chúng con. Chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài. Chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con. Đó là lời Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin phụng hồi chúng con, xin tỏ ánh tôn nhan giam người, để chúng con được ơn cứu độ. Lạy Mục Tử nhà Israel, Ngài là Đấng người trên các thần hô gia, xin khơi dậy uy dũng của Ngài nên cùng chúng con và thương cứu độ. Lạy Thiên Chúa, xin phụng hồi chúng con, xin tỏ ánh tôn nhan giam người, để chúng con được ơn cứu độ. Lạy Chúa Tể là Chúa Thiên Bình, từ trời cao nhìn xem đến phàm dân đây, xin thăm vườn nho cũ của Ngài, những chồi búp non Ngài ban sức mạnh. Lạy Thiên Chúa, xin phụng hồi chúng con, xin tỏ ánh tôn nhan giam người, để chúng con được ơn cứu độ. Giơ tay chở che đứng bên Ngài, cùng gìn giữ và ban sức mạnh của bài đọc thứ hai, thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi Côrintô, chương 1 câu 3 đến câu 9. 1 Côrintô chương 1 câu 3 đến câu 9. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, xin Thiên Chúa là cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện. Phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế, không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là Đấng trung thành. Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia. Lạy
Chúa xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Alleluia, Alleluia. Mời anh chị em mở Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 13, câu 33 đến câu 37. Marco 13, 33 đến 37. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia chạy phương xa để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi ngồi một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải canh thức. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đi ra ngoài đường, chúng ta đã thấy có đèn, có cây thông, có nơi thì đang làm hang đá. Và văng vẳng đâu đây những bài hát: trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ. Hoặc là bài hát sầu đông: chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Xong rồi, nhớ, 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 nhớ phút giây ban đầu. Thưa anh chị em, tự nhiên lòng mình có một cái gì đó nó xôn xao. Nhất là những người mà có những cái kỷ niệm của bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh hay là con nhớ người yêu chẳng hạn. Có những cái kỷ niệm, có những cái nỗi nhớ, kỷ niệm của mình cuộc tình, ta quen nhau, ta yêu nhau, ta nhớ nhau, ta giận nhau, vân vân. Thì bắt đầu vào mùa vọng này, thay vì trang thơ cho bạn trẻ, chúng tôi nói về sống hy vọng trong thời đại hôm nay, bạn trẻ sống hy vọng, sống tình thương, vân 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 vân. Thì trong mùa vọng này có 4 tuần lễ, chúng tôi lấy chủ đề là những thư tình trong sa mạc. Thư tình trong sa mạc đó là của một người yêu viết cho người yêu mình. 4 tuần lễ với 4 chủ đề là mới đầu người ta làm quen nhau. Quen nhau rồi người ta nhớ nhau. Nhớ nhau rồi người ta giận nhau. Giận nhau rồi người ta lại thương nhau. Quen, nhớ, giận, thương. Cuộc tình của con người nó vòng vòng như thế. Nó cũng là cuộc tình của con người với Thiên Chúa. Một Thiên Chúa xuống làm quen với con người. Một Thiên Chúa quen với con người rồi cứ nhớ con người. Rồi một Thiên Chúa con người lầm lỡ, hoặc có khi Thiên Chúa giận con người, hoặc con người giận Thiên Chúa. Như ở đây trong bài đọc 1 chúng ta nghe: không có ai cầu khẩn danh Chúa, cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài, vì Ngài đã ngoảnh mặt đi không nhìn đến, và để cho tội ác chúng con mặc sức hành hạ chúng con. Vì mình đã xúc phạm đến Chúa. Một Thiên Chúa biết giận, biết hờn, rất người. Nhưng rồi cuối cùng, lạy Đức Chúa, Ngài là cha chúng con là đất sét, còn Ngài là thợ gốm, chính tay Ngài làm ra tất cả chúng con. Chúa lại yêu thương con người. Cho nên 4 tuần lễ của mùa vọng, mời các bạn cùng với chúng tôi tĩnh tâm 4 tuần với những thư tình trong sa mạc với chủ đề là
quen, nhớ, giận, thương. Quen, nhớ, giận, thương. Và đó cũng là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người như vậy. Lời Chúa mà chúng ta nghe trong Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 5B này mời gọi anh chị em trong thái độ mà có lẽ năm 2020 chúng ta đã trải qua cái kinh nghiệm, đó là lúc nào cũng phải cảnh giác, canh thức, tỉnh thức. Vì, đố anh chị em biết vì cái gì? Ra đường thấy bịt khẩu trang hết, rồi tí xíu cái đi rửa tay, cái gặp nhau cái không có bắt tay, không có tay bắt mặt mừng, mà bây giờ hít cái cùi chỏ nhau. Có khi bây giờ sợ nó còn ghê gớm hơn, nó lây cả cùi chỏ, thì gặp nhau chắc là chỉ có đá lông nheo. Thưa anh chị em, thế thì năm 2020 cho chúng ta một cái kinh nghiệm, đó là luôn phải canh thức, tỉnh thức, cảnh giác, vì không biết lúc nào mình nhiễm virus corona. Không biết lúc nào, không biết khi nào. Chỉ thấy có khi có người thì đang ho, khỏe mạnh, thấy ho ho cái thử thấy dương tính. Mà cái con virus này, thưa anh chị em, chúng tôi vừa mới trải qua một tuần lễ tĩnh tâm của anh em Linh Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Đức cha Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày tĩnh tâm với chủ đề là thông điệp từ đại dịch. Chúa gửi đến những cái thông điệp cho chúng ta qua cơn đại dịch ấy. Mà một trong những cái thông điệp đó là phải tỉnh thức, phải cảnh giác, vì kẻ thù nó là vô hình. Virus corona là vô hình, không ai thấy nó. Mà cái sức tàn phá của nó thì khủng khiếp. Mà cái khủng khiếp nhất là mạng sống của con người. Muốn phá cái gì phá ta không sợ, nhưng mà nó đụng đến mạng sống của con người là con người sợ. Có thể tòa nhà đổ, có thể cơ nghiệp sụp đổ hết, nhưng mà mạng sống còn. Ta bảo là của đi thay người. Nhưng mà nó đụng đến mạng sống con người rồi là cái mà con người sợ nhất. Cho nên lúc nào cũng phải tỉnh thức, lúc nào cũng phải canh chừng. Không biết là lúc nào mình nhiễm, và nhiễm rồi thì cái phần chết nó nhiều hơn phần sống. Tại vì lý do bây giờ người ta chưa có tìm ra được phương thuốc để chữa trị, cũng như là ngừa, vaccine ngừa còn chưa có lấy gì chữa trị. Cho nên là mạng sống con người hết sức mong manh. Trong năm vừa qua, tôi nhận được rất nhiều thư khấn, qua email, qua điện thoại, qua tin nhắn, mà đúng hơn một nửa là chơi cầu nguyện cho gia đình con bên Mỹ, nhất là bên Mỹ, bên Âu Châu, nhiễm virus corona. Bà con, rồi ông con, rồi chú con, rồi em con, rồi thợ làm neo của con. Họ hoảng, họ sợ lắm. Bây giờ mà chẳng nhẽ không đi làm, lấy gì ăn. Mà đi làm thì không biết khi nào nhiễm, ai nhiễm, nhiễm ai. Không biết. Cho nên luôn phải tỉnh thức. Và trong tuần tĩnh tâm đó, Đức cha cho chúng tôi thấy cái bài học đầu tiên là tỉnh thức là như vậy. Vì virus corona nó như thế. Và Chúa đến với mình có thể qua cái con virus corona này để nhắc nhở mình. Nhắc nhở mình. Ấy thế mà nhìn lại một năm vừa qua, ta cũng thấy là người ta vẫn cứ như thời Noe, vẫn như thời ông Lot thành Sodoma. Cứ cưới vợ, cứ gả chồng, cứ ăn, cứ chơi, cứ nhậu. Ở Việt Nam cũng thế, mà nước ngoài cũng thế. Người ta lao ra đường, người ta cướp phá. Lao ra đường, người ta hôi của. Rồi người ta chui vào những cái quán karaoke để người ta hút chích, ăn chơi. Ở Việt Nam bắt được biết bao nhiêu. Trong lúc mọi người đang là lo cảnh giác với lại virus corona, cấm tập trung đông người, thì những đám thanh niên thiếu nữ, 20-30 người súng nhau lại ăn chơi, hút sách, đàng điếm đủ thứ hết. Bất chấp, cuối cùng đi thử toàn là dương tính với lại thuốc phiện, ma túy, thưa anh chị em. Rồi lây nhiễm là chuyện đương nhiên. Thế thì anh chị em mình nhìn lại một năm vừa qua, mình
Tạ ơn Chúa vì những ân huệ của Chúa ban xuống cho mình. Rồi ta nhìn một năm sắp tới đây, một tương lai nó như thế nào. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng là chúng ta phải bước ra khỏi cơn đại dịch này, không thể trở lại cái con đường cũ được. Phải bước ra khỏi, một là tốt hơn, hai là tệ hơn. Và cái tệ hơn thì chắc chắn là chúng ta không ai muốn chuyện đó, và Chúa càng không muốn nữa. Vì thế mà anh chị bước vào năm mới, năm phục vụ mới, với con người mới, với suy nghĩ mới, cách sống mới. Và nó đã được con virus corona này, nó dạy mình nhiều bài học. Nó làm cho mình thay đổi. Nó thay đổi hết mọi sự về văn hóa, kinh tế, chính trị, gia đình, tôn giáo. Thay đổi hết mọi sự. Thay đổi hết mọi sự. Và bắt buộc chúng ta phải thích nghi với những cái thay đổi đó để mà tồn tại, để mà sống còn. Mà hơn thế nữa, không phải chỉ để sống còn, nhưng mà để tiến hơn nữa. Chúng ta được mời gọi đang tiến về mùa xuân bất tận ở quê trời. Hôm nay bắt đầu mùa xuân mới của giáo hội là dấu chỉ, là điềm báo trước về một mùa xuân vĩnh cửu mà tất cả chúng ta sẽ được hưởng nếu mỗi một người chúng ta luôn trong thái độ tỉnh thức, sẵn sàng. Với bất cứ hoàn cảnh nào, với bất cứ biến cố nào xảy đến, mình vẫn luôn trong tư thế là sẵn sàng, tỉnh thức, không chè chén say sưa, không lao vào ăn chơi, không lao vào đàng điếm, không lao vào những cuộc truy hoan, mà đồng thời cũng không dìm mình trong cái trầm cảm, trong cái lo lắng, trong cái sợ sệt. Hai thái độ đó không phải là của người Kitô hữu và càng không phải là con cái của lòng Chúa thương xót. Một niềm tín thác để mình thấy rằng là một năm vừa qua, dù chuyện gì nó xảy ra, con vẫn tín thác vào Chúa. Dù rằng tương lai nó tối tăm như thế nào, dù rằng quá khứ nó đầy gì đặc như thế nào, con vẫn buông hết tất cả. Chúa nói quá khứ, Chúa nói Faustina cũng như nói với mỗi một người chúng ta, quá khứ cái gì đã qua là qua rồi. Còn con nuối tiếc cũng không níu kéo được. Mà con có chối bỏ thì nó cũng đã là của con rồi. Cho nên cái quá khứ không còn là của con nữa, mà bây giờ nó thuộc về Chúa rồi. Cho nên nhìn lại năm vừa qua, ta có thể hối tiếc, ta có thể hối hận, ta có thể ân hận, nhưng nó không cho phép mình dày vò, dâng hết tất cả lên cho Chúa. Mà có nuối tiếc, giá mà ước gì không có nuối tiếc gì cả, dâng hết lên cho Chúa. Chúa nói Faustina, quá khứ đó bây giờ hãy dâng lên cho Chúa. Và mình nhìn vào cái tương lai sắp tới, mình cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Thay vì mình lo lắng, thay vì mình hồi hộp, thay vì mình nghe là hoang mang, hoảng sợ, thì Chúa bảo tương lai cũng không thuộc về con, nó nằm trong bàn tay của ta. Thì đừng hối tiếc quá khứ, đừng lo sợ cái tương lai, mà hãy sống vui mừng với cái hiện tại, cái đang có đây. Hôm nay còn sống được với nhau, bước vào năm mới của giáo hội, năm phụng vụ mới, chuẩn bị tâm hồn 4 tuần lễ mùa vọng để mừng lễ Chúa Giáng sinh và chuẩn bị cho việc mà Chúa sẽ đến lần thứ hai, chắc chắn sẽ đến với tất cả cái thái độ sẵn sàng, với tất cả sự phấn khởi, hân hoan, tích cực. Cái gì đó qua là qua. Bây giờ cái gì chưa đến, mình chưa biết. Vậy thì hiện tại đây tại sao không vui vẻ với nhau đi? Sao không chúng chan hòa với nhau đi? Sao không quên hết những cái giận hờn, những cái buồn phiền của năm cũ đi? Hết cái lo lắng của năm cũ đi? Và sắp tới chuyện gì xảy ra, lạy Chúa. Chúa biết hết tất cả. Chúa có đường lối của Chúa. Con phó thác cho Chúa. Đấy, thái độ của những người mà tín thác vào lòng Chúa thương xót, vào quyền năng lòng Chúa thương xót, nó bình an là như vậy. Anh chị em có quyền lựa chọn. Có quyền lựa chọn bình an hay không bình an do mình. Chúa thì ban bình an, nhưng mình có đón nhận bình an mà Chúa ban hay không? Hay là mình cứ giữ lại theo cái kiểu suy nghĩ của mình, cứ nuối tiếc cái quá khứ, cứ buồn phiền với cái chuyện nó đã qua rồi,
những cái giận hờn năm cũ, cái lo lắng của năm cũ, cái tối tăm gì đó của năm cũ 2020, thôi nó qua, cho nó qua đi. Ai còn giận hờn ai nữa giơ tay? Ai còn tức ai nữa giơ tay? Ai còn nuối tiếc? Trời ơi, giá hồi đó mình kinh doanh bất động sản để dành tới bây giờ là bán được bao nhiêu, cũng nuối tiếc, không giận hờn gì cả. Dựng hết lên cho Chúa đi, mở lòng mình ra. Và tương lai sắp tới ai biết được chuyện gì xảy ra thì lo lắng bận rộn làm cái gì? Ngày nào có sự khó của ngày đó. Và Chúa nói rằng là một sợi tóc trên đầu của con cũng không ngoài thánh ý của ta mà. Vậy thì bận tâm làm cái gì thưa anh chị em? Hãy để cho Chúa lo. Mình bước vào năm mới trong thái độ như vậy đó, tập làm quen đi. Chủ đề ngày hôm nay là chúng ta gọi là quen. Tập làm quen với cái gì mới đi. Tập làm quen với cái gì sắp xảy đến đi. Tập làm quen với thái độ tín thác đi. Tập làm quen với thái độ là mở rộng tâm lòng mình ra đi. Sống sướng lắm thưa anh chị em, bình an hạnh phúc lắm. Có ba khoảnh khắc đơn độc, ba kinh nghiệm cá nhân về COVID trong cuộc đời Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 23 tháng 11 năm 2020, tờ báo Repubblica của Ý đã xuất bản một đoạn trích trong cuốn sách Chúng ta hãy ước mơ, con đường đến một tương lai tốt đẹp hơn của Đức Thánh Cha Francisco. Trong đó, Ngài mô tả ba trong số những khoảng thời gian đơn độc của chính mình mà Ngài gọi là những kinh nghiệm cá nhân về COVID. Trong cuốn sách được viết với tác giả và nhà báo người Anh Austin Everidge sẽ được phát hành vào đầu tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đào sâu ba khoảng thời gian đơn độc của Ngài, đó là bệnh tật, thời gian ở Đức và thời gian ở Cordoba. Bệnh tật thời trẻ, kinh nghiệm đầu tiên giống với kinh nghiệm về COVID xảy đến với Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài 21 tuổi. Ngài bị nhiễm trùng phổi trong năm thứ hai trùng viện ở Buenos Aires. Ngài nói rằng những kinh nghiệm này đã thay đổi cách Ngài nhìn cuộc sống và giúp Ngài hiểu về cảm giác của những người bị COVID khi họ cố gắng thở bằng máy thở. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ, tôi nhớ tôi đã ôm lấy mẹ tôi và nói, chỉ cần nói cho con biết nếu con sắp chết. Từ trải nghiệm cận kề cái chết đó, Đức Thánh Cha Francisco đã học được tầm quan trọng của việc tránh những nguồn an ủi dễ dãi. Nhiều người đưa ra những lời hứa suông về việc phục hồi nhanh chóng. Mặc dù họ nói với ý tốt, nhưng một nữ tu chỉ ngồi im lặng bên cạnh Ngài và cuối cùng nói, Thầy đang bắt chước Chúa Giê-xu. Những lời nói và sự hiện diện của sư ấy đã dạy Ngài nói càng ít càng tốt khi đến thăm người bệnh. Kinh nghiệm thứ hai là đơn độc vì không cảm thấy thuộc về. Thời gian COVID thứ hai đối với Đức Thánh Cha Francisco là khi Ngài ở Đức vào năm 1986. Ngài cảm thấy bị mất thăng bằng trong sự cô đơn vì không thuộc về nơi đó. Từ nghĩa trang Frankfurt, Ngài đã quan sát các máy bay hạ cánh và hướng về quê hương của mình. Khi Argentina vô địch World Cup năm đó, Ngài cảm thấy đơn độc vì không thể chia sẻ chiến thắng với ai. Tự nhốt mình. Và kinh nghiệm COVID thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco chính là cảm nghiệm đơn độc giữa các năm 1990 và 1992 khi Ngài ở Cordoba, Argentina. Trong thời gian một năm, 10 tháng và 13 ngày, tại trụ sở dòng tên ở đó, Ngài cử hành thánh lễ, giải tội và làm linh hướng. Ngài hầu như không ra khỏi nhà, một kiểu tự cách ly. Và điều này tốt cho Ngài. Ngài đã viết và cầu nguyện rất nhiều và phát triển các ý tưởng. Ba điều đã đánh động Đức Thánh Cha Francisco từ thời điểm đó. Điều đầu tiên là khả năng cầu nguyện của Ngài. Thứ hai là những cám dỗ mà Ngài trải qua. Và thứ ba là Ngài cảm thấy Chúa truyền cảm hứng cho Ngài đọc tất cả 37 cuốn sách của bộ lịch sử các giáo hoàng của Louis Pasteur. Điều này rất hữu ích cho Ngài khi là giáo hoàng, bởi vì khi hiểu rõ lịch sử các giáo hoàng thì không có nhiều điều xảy ra tại Vatican và giáo triều Roma có thể khiến người ta ngạc nhiên.
đau khổ và thanh tẩy. Thời gian ở Cordoba đối với Đức Thánh Cha Francisco thật sự là một cuộc thanh tẩy. Nó giúp Ngài khoan dung hơn, có khả năng tha thứ, thấu hiểu, cảm thông hơn cho những người không có khả năng, và đặc biệt là sự kiên nhẫn. Ba kinh nghiệm COVID cá nhân này đã dạy Đức Thánh Cha Francisco rằng đau khổ lớn lao có sức mạnh thay đổi bạn trở nên tốt đẹp hơn nếu bạn để nó làm. Đau khổ lớn lao có sức mạnh thay đổi bạn trở nên tốt đẹp hơn nếu bạn để cho nó làm. Thưa anh chị em, đó là ba kinh nghiệm trong cuộc đời của Đức Thánh Cha Francisco. Mỗi một người chúng ta cũng có những kinh nghiệm, nhất là trong năm 2020 vừa rồi. Cái kinh nghiệm ấy mời anh chị em và các bạn chúng ta nhớ lại lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah ngày hôm nay. Đó là chúng ta hãy trở nên đất sét trong bàn tay của Thiên Chúa, để Thiên Chúa là thợ gốm, Ngài uốn, Ngài nắn, Ngài đúc chúng ta như thế nào tùy ý của Ngài. Nắn đúc qua người khác, nắn đúc qua biến cố, như là Đức Giáo Hoàng trải qua ba biến cố COVID cá nhân của Ngài. Mỗi một người thường là chúng ta khó đón nhận những biến cố trái ý, những điều đau khổ, mà quên rằng chính cái đó, như Đức Giáo Hoàng đã cảm nghiệm, cái đau khổ nó làm cho mình nên tốt hơn. Và Chúa cũng nói với Faustina rằng đau khổ có giá trị của nó, vì đau khổ nó làm cho chúng ta nên giống Chúa hơn, siết chặt ta lại gần Chúa hơn, và đau khổ nó làm cho chúng ta càng tín thác vào Chúa nhiều hơn. Con đường của lòng Chúa thương xót là con đường mà để cho Chúa nắn đúc mình. Chính bản thân tôi nhìn lại một năm vừa qua, tôi thấy Chúa đang nắn đúc tôi. Rời giáo điểm tin mừng, chưa biết làm gì, chưa biết tương lai sẽ ra như thế nào. Ngồi đó mà nuối tiếc những gì đã xảy ra ư? Nuối tiếc gì mình đã làm ư? Để làm gì? Lo lắng không biết là tương lai mình sẽ làm cái gì đây? Có được cái gì đâu? Hiện tại mình đang sống, tại sao mình không sống giây phút hiện tại với anh em trong trung tâm mục vụ của mình? Đang sống những giây phút thật thoải mái, được nghỉ ngơi, được thư giãn. Mà tuần tĩnh tâm vừa rồi, anh em linh mục gặp tôi nói, ồ lòng, cái này sao cậu trẻ ra, cậu trắng ra, cậu đẹp ra, cậu khỏe ra, cậu tươi ra. Sướng không? Sướng quá đấy chứ. Nếu mà mình ngồi đó mình tự dày vò mình, rồi mình nuối tiếc, rồi mình lo lắng băn khoăn, được cái gì? Tôi nói, Chúa nắn gì Chúa nắn. Con là miếng đất sét trong tay Chúa. Chúa nắn, Chúa đúc cái gì tùy ý Chúa. Luôn luôn trong thái độ tỉnh thức và sẵn sàng. Con là người đầy tớ. Con là người mà được Chúa trao cho cái việc gì đó thì Chúa trao đi. Chúa bảo, vậy được rồi. Ăn không ngồi rồi không được đâu con. Làm. Con làm gì bây giờ? Con nằm trong phòng không mà làm gì bây giờ? Ngồi trong phòng con làm tốt hơn ngày xưa ở giáo điểm. Con làm gì bây giờ Chúa? Đây ta nói cho nghe. Bây giờ COVID, mọi người không đi lễ được, mọi người bị cách ly ở nhà, họ tham dự thánh lễ online, họ muốn nghe lời Chúa, họ muốn nghe chuyện các thánh, họ muốn nghe những, nhất là bạn trẻ, những bài thơ về lòng Chúa thương xót, những kỹ năng sống, ai nói cho họ đây? Rồi họ muốn, những bạn trẻ sống ở bên nước ngoài muốn nghe lời Chúa bằng tiếng Anh, đâu có đâu. Thôi con làm đi. Tiếng Anh nghèo nhất, kệ nó, méo mó cũng được, méo mó có hơn không, kệ nó, đọc sai cũng được, miễn sao người ta hiểu thì thôi. Ai mà tài giỏi hơn thì để họ làm, mà họ không làm thì con cứ làm. Rồi thế là mỗi ngày thưa anh chị em, bốn món ăn tinh thần, lời Chúa, mà chia sẻ lời Chúa trong một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt là lòng Chúa thương xót. Chỗ nào cũng có lòng Chúa thương xót trong đó. Đó là đặc sản, thưa anh chị em, đặc sản trong ngạc kép. Những cái gì mà con mở miệng ra, con chia sẻ, mà mang tên là Trần Đình Long thì phải dính với lòng thương xót. Phải dính với lòng thương xót. Đó là việc của con phải làm. Bảo vâng, thì Chúa bảo sao con làm vậy? Mà con không biết đâu anh nha. Chúa làm á nha, con không có làm đâu ạ. Chúa làm sao làm, con chỉ là miếng đất sét thôi.
quan trọng là phải mềm để cho ta nắn. Con đừng có cứng, cứng là ta nắn không được. Nhiều khi Chúa nắn còn đau lắm mà Chúa bảo thì phải chịu khó chứ. Thế là Chúa nắn, 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 nắn để mỗi ngày có những bài giảng chia sẻ về lòng Chúa thương xót. Rồi hạnh các thánh, bây giờ người ta muốn tìm hiểu về hạnh các thánh vì đó là những chứng nhân lòng thương xót thật là tuyệt vời, không ai chối cãi được. Vì họ được phong thánh rồi, họ tất cả những gì họ sống, họ làm đã được ghi vào sách vở đàng hoàng rồi. Không có ai nói rằng con tạo hoẹt hay không nói con dàn dựng gì được hết đó. Vì chứng nhân lòng thương xót là chính các thánh, và đặc biệt là các thánh tử đạo Việt Nam. Làm đi. Thế là đúng rồi Chúa. Chứng nhân lòng thương xót Chúa là các thánh nam nữ, là các thánh tử đạo Việt Nam. Còn gì tuyệt vời hơn? Còn ai trách móc gì được nữa hay không? Rồi bây giờ cái cách mà họ sống lòng thương xót Chúa như thế nào, họ cách sống lòng Chúa thương xót như thế nào, thì con lấy ra sống đúng, sống đẹp con làm đi. Sống đúng, sống đẹp nhiều hình thức khác nhau, từ những lời dạy của người xưa, rồi từ những cuốn sách mà con đã viết những thời gian mà cấm cách, con đã dìm mình vào lòng thương xót của ta, con viết những cuốn đó, những lá thư không gửi, rồi con đường tín thác, vân vân, chia sẻ lại cho họ cái cảm nghiệm đó của con. Và cứ như thế, rồi có những bài thơ nghêu ngao hát, nghêu ngao làm thơ vớ va vớ vẩn vậy thôi. Ấy thế mà Chúa nắn, Chúa đúc. Cho nên khi mà nhìn lại một năm vừa qua, thì giống như bài đọc thứ hai Phaolô nói rằng là: tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, trong Đức Giêsu Kitô anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa. Mình nói lời Chúa mà người nghe được phong phú vì họ nghe lời Chúa. Không những ở Việt Nam mà ở các nước khác trên thế giới, đặc biệt là bên Mỹ, Âu Châu. Họ bị cách ly, họ được nghe lời Chúa, họ được phong phú vì được nghe lời Chúa. Mà mình chỉ là dụng cụ, là đất sét trong bàn tay của Chúa nắn đúc mà thôi. Tôi thấy ân huệ Chúa ban cho tôi lớn quá. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào. Hallelujah! Không thiếu một ân huệ nào. Trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà khải vinh quang của Người. Nghe đây. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Chính Chúa Giêsu làm cho tôi, làm cho anh chị em là những người nghe lời của Chúa mỗi ngày được phong phú và được nên vững chắc cho đến cùng. Nhờ thế, không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đấng trung thành, Ngài đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô. Chúa trung thành với lời Ngài đã hứa. Ngài kêu gọi tôi và anh chị em đến hiệp thông với Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót, bằng cách dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Ngài. Đó là thái độ tỉnh thức, đó là thái độ sẵn sàng. Và mỗi người anh chị em chúng ta nghe xong lại có nhiệm vụ, mình chỉ cần gửi đi cho những người khác, chia sẻ đi cho những người khác. Càng phát tán bao nhiêu, càng lan rộng bao nhiêu, thì lời của Chúa càng được vang vọng đến tận cùng trái đất. Amen. Cuộc sống thật nhiều cám dỗ, tự mình phải biến mình lo biến mình. Chuyện cần lại không lười biếng, mỗi ngày làm việc phải lo hoàn tất. Chân thành mình như đầy tớ.
việc Chúa. Chồng tôi hay là nửa đêm thì gà đang thấy gọi trời bình minh. Chú ông về bên bất thần gặp anh em đang ngủ. Điều thầy nói hết mọi người phải canh gương. Điều thầy nói. Chuyện đạo trên đời, Chủ nhật 29 tháng 11. Con cảm tạ lòng thương xót Chúa đến xuống đời và khắp mọi nơi. Con tri ân lòng thương xót Chúa từ bây giờ và đến muôn đời. Chuyện đạo trên đời, Chủ nhật 29 tháng 11. Thánh Đa Minh Toạn, Ngư Phủ, Đa Minh Huyên, Phê Rư Dũng, Phê Rư Thuần và Vinh Sơn Dương, Giáo Dân. Thánh Đa Minh, Đỗ Minh Toạn và Đa Minh Huyên. Các thánh từ đạo Việt Nam phải chịu nhiều hình khổ khác nhau. Ngoài ra gông cùm, tù ngục, đòn vọt, các ngài có thể bị chém đầu, xẻo thịt, thiêu sống. Trong số 117 vị hiền thánh tử đạo, phần đông bị trảm quyết, chỉ có 6 vị bị thiêu sống. Đa Minh Toại và Đa Minh Huyên là hai vị đầu tiên chịu khổ hình này để được trở nên của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa, giống như thánh Polycarpo xưa. Hai vị đã tin tưởng rằng Đấng đã giúp tôi quyết định chịu đau khổ vì Ngài sẽ cho tôi sức mạnh, Ngài sẽ làm cho lửa dịu lại và cho tôi đủ sức lướt thắng mọi thử thách. Đa Minh Toại sinh năm 1812 và Đa Minh Huyên sinh năm 1817. Hai ông là giáo hữu họ đạo Đông Thành, tỉnh Thanh Bình, thuộc giáo vận Trung Đàng Ngoài. Cả hai đã có gia đình, là những gia trưởng đạo đức sốt sáng, luôn nêu gương mến Chúa yêu người. Các ông sống bằng nghề đánh cá, hàng ngày chài lưới trên sông Nhị Bình, ở gần cửa Ba Lạt. Tánh tình đơn sơ, lương thiện, hai ông đều được các bạn đồng nghiệp và mọi người thương yêu khen ngợi. Tháng 8 năm 1861, vua Tự Đức bắt đạo gắt gao. Nhà vua ra chiếu chỉ phân sáp nhằm tận diệt người theo đạo Công giáo. Theo chiếu chỉ này, quân lính và người ngoại giáo được phép vào các làng Công giáo, tịch thu tài sản và bắt các giáo hữu đem nộp cho quan, để khắc hai chữ tả đạo lên má. Lúc đó, quân lính và người ngoại giáo kéo nhau vào họ đạo Đông Thành.
Sau khi vơ vét tài sản của người Công giáo ở đây, họ bắt nhiều người đem nộp cho quan huyện. Trong số đó có ông Đa Minh Toại và Đa Minh Huyên. Ông Toại bệnh tật đi lại không nổi. Họ bảo ông nộp tiền chuộc, họ sẽ thả ông về gia đình. Nhưng hai ông nghĩ đây là cơ hội tốt để xưng đạo thánh trước mặt Thiên Chúa. Và vì ông muốn dùng các đồng đạo tuyên xưng danh Chúa, dẫu phải trả giá bằng cuộc sống để làm chứng cho đạo Chúa là đạo thật. Quân lính dẫn hai ông đến huyện Quỳnh Côi và giam vào ngục đợi ngày xét xử. Suốt 9 tháng bị giam trong ngục, các ông phải đói khát, xiềng xích, gông cùm khổ sở, nhưng không bao giờ than thở buồn phiền, mà lúc nào cũng vui vẻ, sẵn sàng chịu gian lao khốn khổ. Trước là để lập công nghiệp, sau là để nêu gương can đảm, hy sinh cho các bạn đồng đạo cùng bị giam trong ngục. Chẳng những thế, hai ông còn thường xuyên an ủi, khích lệ các bạn bền tâm giữ vững đức tin. Nào, anh em, can đảm lên. Chúng ta chịu khổ vì Đức Kitô, nên chúng ta phải đón nhận đau khổ cách nhẫn nại. Chúng ta phải bền chí đến cùng, và nếu cần, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì danh Chúa. Trong thời gian bị giam giữ, nhiều lần hai ông bị điệu ra công đường, tra tấn, đánh đập, buộc phải bước qua thánh giá, chối Chúa, bỏ đạo. Nhưng dù bị đau đớn, các ông vẫn can đảm trung thành với Chúa. Các quan thấy cực hình không thể lay chuyển được lòng tin của các ông, thì tìm cách dụ dỗ, hứa trả tự do và ban nhiều tiền của nếu các ông đạp lên thánh giá. Các ông nói: của cái đời này nay còn mai mất, không thể đem lại cho chúng tôi hạnh phúc vững bền. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng tôi sống đời đời, được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng tôi quyết tin theo Chúa để được người thương ban hạnh phúc vĩnh viễn đó. Các quan nổi giận kết án thiêu sống hai ông. Án đó chẳng những không làm khiếp sợ, mà còn tăng thêm hân hoan phấn khởi cho các ông. Và các ông hết lòng cảm ơn Chúa vì người đã thương cho các ông được trở nên của lễ toàn thiêu dâng tiến Chúa, để làm chứng cho Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Ngày 5 tháng 6 năm 1862, đúng ngày ký hòa ước Nhâm Tuất, nước Pháp buộc triều đình Việt Nam phải cho tự do hành đạo. Hai ông Đa Minh Toại và Đa Minh Huyên vui vẻ bước lên giàn hỏa thiêu, dâng hiến đời mình cho Chúa. Trong khi ngọn lửa bốc cháy bừng bừng, các ông hoan hỉ cất tiếng ngợi khen và cầu xin Chúa ban ơn thêm sức cho chịu nổi cực hình ghê tởm này. Và các ông đã từ từ ngã gục xuống trong đống lửa. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tôn phong hai ông lên chân phước, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nâng các ngài lên hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, Phêrô Đinh Văn Thuần và Vinh Sơn Dương, giáo dân. Ngày 6 tháng 6 năm 1862, nội trong ngày ấy, ba giáo dân bị thiêu sống trong huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Hai ở Lương Mỹ và một ở Mỹ Nhuệ. Họ đã trở nên ngọn đuốc sáng, chiếu sáng đức tin như lời Chúa Kitô đã nói: chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế để nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ,
để họ thấy công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Matthew chương 5 câu 14 đến câu 16. Ánh sáng tự nhiên kéo sự chú ý của mọi người, cũng như hữu xạ tự nhiên hương. Đời sống thánh thiện của người tín hữu tất nhiên ảnh hưởng đến người khác, nhất là gương hy sinh can đảm chịu chết vì Chúa của các thánh tử đạo, đặc biệt của ba vị thánh Phêrô Dũng, Phêrô Thuần và Vinh Sơn Dương. Các ngài đã chịu thiêu sống để trở thành ba ngọn đuốc sáng soi cho mọi người nhìn biết tin kính Chúa. Phêrô Đinh Văn Dũng và Phêrô Đinh Văn Thuần là anh em thúc bá với nhau. Cả hai là tín hữu giáo xứ Trung Đồng, địa phận Trung Đàng Ngoài, đã lập gia đình và làm nghề đánh cá. Hai ông đều là giáo hữu nhiệt thành trong sứ đạo và là gia trưởng gương mẫu của gia đình, luôn luôn chu toàn bổn phận đối với Chúa cũng như đối với vợ con và xóm làng. Năm 1861, vua Tự Đức bắt đạo gắt gao. Do chiếu chỉ phân sáp của nhà vua, mọi người tin theo Chúa đều bị khắc lên má hai chữ tả đạo, bị phân tán vào các làng mạc người ngoại giáo, tài sản bị tịch thu hoặc phá hủy, và phải bước qua thánh giá để bỏ đạo. Ai bất tuân sẽ bị bắt, tống giam vào ngục, chịu cực hình cho đến chết. Đầu năm 1862, hai ông Phêrô Dũng và Phêrô Thuần bị bắt tống giam vào ngục Ngọc Trí vì không chịu chối Chúa bỏ đạo. Ở đây, các ông phải mang gông cùm xiềng xích khổ sở ngày đêm. Nhiều lần, các ông bị điệu ra công đường tra tấn đánh đập, buộc trà đạp lên thánh giá, nhưng các ông cương quyết trung thành với Chúa. Các quan thấy cực hình không lay chuyển được lòng tin sắt đá của hai ông, nên định dùng tình cảm để khuất phục. Quan cho quân lính dẫn hai ông về thăm vợ con, cố ý cho các ông thấy vợ con sầu buồn than khóc mà siêu lòng bỏ đạo trở về đoàn tụ với gia đình. Nhưng mặc cho vợ con khóc lóc than thở, các ông vẫn bình tĩnh, chẳng những không cảm động siêu lòng mà còn khuyên nhủ khích lệ vợ con sẵn sàng chấp nhận cho các ông hy sinh vì Chúa. Hãy vui lên, chúng tôi được dâng mạng sống vì danh Chúa Kitô. Không có gì phải khóc lóc. Tháng 4 năm 1862, các quan đày hai ông đến làng Lương Mỹ, giam ở đấy 2 tháng. Trong hoàn cảnh này, ông Phêrô Thuần đã một lần thối chí và nghe lời quan bước qua thánh giá. Nhưng sau khi gặp lại các bạn hữu quyết tâm trở lại tuyên xưng đức tin, dù đòn vọt tra tấn dã man hơn trước. Nhận thấy việc kéo dài thời gian giam giữ các ông cũng vô ích, các quan kết án thiêu sống hai ông. Và ngày 6 tháng 6 năm 1862, hai ông bị nhốt trong một củi tre chật hẹp và đưa lên giàn hỏa chịu thiêu cháy để tuyên xưng lòng tin bất khuất nơi Chúa Kitô, làm thành hai ngọn đuốc chiếu sáng cho mọi người biết tin kính Chúa. Thi thể các ngài được chôn cất tại chỗ, về sau giáo hữu cải táng về an táng tại sân nhà thờ Đông Phú, quê hương của các ngài. Hôm nay cũng là ngày thánh Vinh Sơn Dương tử đạo. Vinh Sơn Dương sinh năm 1821 tại làng Doãn Trung, tỉnh Thái Bình, là giáo dân xứ Kẻ Mèn, địa phận Trung Đàng Ngoài. Ông đã có gia đình và 3 người con. Ngoài nghề ruộng rẫy, ông còn đảm trách việc thu thuế trong làng, nên quan quân quen biết ông. Họ biết rõ ông là người Công giáo, nhiệt thành, năng nổ trong sứ đạo. Chẳng những ông sống đạo sốt sáng mà còn hăng say giảng đạo cho mọi người. Vì thế, khi vua Tự Đức ra chiếu chỉ phân sát 1861,
ông bị bắt đầy sang làng Mỹ Nhuệ. Trong suốt 9 tháng bị giam trong ngục, nhiều lần ông bị đưa ra tra tấn, đánh đập, cực hình và ô nhục, buộc đạp lên thánh giá bỏ đạo. Nhưng ông luôn cương quyết trung thành theo Chúa, thà chết chứ không bao giờ trà đạp lên thánh giá Chúa. Thấy khổ hình không lung lay nổi đức tin sắt đá của vị anh hùng, các quan xoay ra khuyên nhủ, dụ dỗ, hy vọng sẽ làm cho các ngài thay lòng đổi dạ. Song vô ích, ông gác ngoài tai tất cả mọi lời dụ dỗ, ông nhất quyết vui lòng hy sinh mạng sống vì Chúa và vì đức tin. Thế là ngày 6 tháng 6 1862, ông Vinh Xuân Dương đã bị thiêu sống để làm chứng cho Chúa. Đoạn Thánh Thi Kinh Sáng phụng vụ các thánh tử đạo cho chúng ta cái nhìn của giáo hội về chứng tá oanh liệt của các chứng nhân đức tin. Đường thẳng về quê thật, thế gian bách hại nhưng đã thắng, thể xác đến đâu vẫn coi thường, cái chết oai hùng con đường thẳng, khai hoàn thiên quốc chính quê hương. Thái độ kiên cường đó không chỉ dành cho hàng giáo sĩ, mà ngay cả những người giáo hữu nghèo hèn chất phác, như trường hợp các ông Phêrô Dũng, Phêrô Thuần và Vinh Xuân Dương, không hề sợ hãi nao núng khi sắp chịu chết vì danh Chúa Kitô. Các ngài nằm xuống nhưng danh tánh các ngài còn lưu truyền mãi mãi. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã phong chân phước cho các ông Phêrô Dũng, Phêrô Thuần và Vinh Xuân Dương ngày 29 tháng 4 năm 1951. Và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Chủ nhật 29 tháng 11 2020, thắc mắc biết hỏi cùng ai? Chủ nhật 29 tháng 11 2020, thắc mắc biết hỏi cùng ai? Chào anh chị em và các bạn. Chuyên mục thắc mắc biết hỏi cùng ai xin lỗi anh chị em và các bạn. Chủ nhật vừa rồi là ngày 22 tháng 11 năm 2020, chúng tôi không có chuyên mục này. Và câu hỏi số 85 hôm nay
đấy là chúng tôi có thắc mắc là tại sao hôm nay không có mục thắc mắc. Chúng con có thắc mắc là tại sao hôm nay không có mục thắc mắc mà chúng con vẫn mong chờ nghe mỗi Chủ nhật. Chúng con đang đói. Chúc Cha đầy ơn Chúa Thánh Thần, Cường Trang bên Canada. Đấy là câu hỏi đầu tiên của thắc mắc biết hỏi cùng ai Chủ nhật 29 tháng 11. Câu 85 là tại sao không có mục thắc mắc. Chúng tôi xin thưa đó là vì có nhiều anh chị em thắc mắc hỏi đi hỏi lại, cho nên là chúng tôi muốn gom vào để trả lời chung. Vì có những người không theo dõi những câu hỏi lần trước cho nên lại hỏi lại, mà hỏi lại mà chúng tôi phải trả lời lại thì lại mất thời giờ của anh chị em đã nghe rồi, mà không trả lời thì tội nghiệp cho những anh chị em hỏi mà không được giải đáp. Cho nên tuần vừa rồi chúng tôi nghỉ một tuần để gom tất cả những câu hỏi linh tinh lại trả lời chung vào ngày hôm nay, Chủ nhật cuối của tháng 11, để bước sang tuần tới là ngày 6 tháng 12, chúng ta bắt đầu những câu hỏi mới. Cho nên anh chị em nào có những thắc mắc, xin gửi về thắc mắc, xin hỏi về email, gửi về email biết hỏi cùng ai a@gmail.com, biết hỏi cùng ai @gmail.com. Hôm nay cũng là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, bước vào mùa xuân mới của giáo hội. Xin chúc anh chị em và các bạn trong chuyên mục thắc mắc biết hỏi cùng ai năm mới phụng vụ mới tràn đầy bình an, niềm vui và hân lạc trong lòng thương xót của Chúa. Và vừa rồi đã giải đáp cho câu thắc mắc số 85 là tại sao tuần trước không có thắc mắc biết hỏi cùng ai. Bây giờ chúng tôi qua câu hỏi số 86. Cho con hỏi, trong nhiều năm qua, trong quá khứ con có phạm tội trọng mà không nhớ có sưng hay cố ý không sưng ra. Vậy đến nay con phải đi sưng tội đó ra, phải không cha? Xin cho con biết, con xin cảm ơn cha. Thưa anh chị em, nguyên tắc khi ta phạm tội trọng thì ta buộc phải sưng mới hết tội và mới được lên rước lễ. Còn nếu ta mắc tội nhẹ, ta có thể ăn năn tội cách trọn. Ăn năn tội cách trọn là ăn năn vì lòng yêu mến Chúa. Cách không trọn là vì sợ hình phạt. Vì Chúa thương xót con như vậy mà con lỗi phạm đến Chúa, con lo buồn, con buồn vì Chúa thương con mà con làm Chúa buồn. Cho nên con quyết tâm sẽ không làm điều đó nữa. Con xin lỗi Chúa. Và anh chị em có thể lên rước mình Thánh Chúa. Vì bí tích Thánh Thể không những nuôi dưỡng linh hồn ta mà còn ban ơn tha thứ những tội nhẹ cho ta, ban sức mạnh để ta lướt thắng những cám dỗ. Còn mắc tội trọng thì buộc phải đi xưng tội mới được rước lễ. Trong trường hợp mà mình không nhớ mình có xưng tội đó ra chưa, hoặc là không biết mình đã có cố ý mình giấu hay không, tốt hơn hết khi mình nghi ngờ như vậy thì cứ việc đi xưng có sao đâu. Xưng đi xưng lại cũng đâu có sao, trừ phi mình đi xưng lại làm mất thời giờ của cha giải tội, hoặc là mình đi xưng lại vì mình nghi ngờ lòng thương xót của Chúa thì không được. Ví dụ mình một phạm tội trọng, mình đã ý thức mình xưng tội và quyết tâm chừa rồi, đã nhận bí tích giải tội rồi, xưng tội coi như là trọn vẹn rồi, thì tội của ta đã được Chúa ném xuống biển, tội của ta đã được Chúa đạp dưới chân rồi, thì không nhớ đến nữa, không có đi xưng tội lại lần nữa. Để cho chắc ăn gì nữa, càng chắc ăn thì ta càng phạm thêm cái tội nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Còn nếu không nhớ rằng mình đã xưng rồi hay xưng chưa, thôi thì để cho nó ăn ổn lương tâm, để cho nó thoải mái, để cho nó chắc chắn, thì mình cứ đi xưng, đâu có mất mát gì đâu mà phải lo. Có những người xưng tội đã bao nhiêu lần rồi mà cứ mỗi lần lại xưng lại, bảo bà là đã phạm tội đó, bà xưng chưa, dạ thưa cha con phạm lâu lắm rồi, từ ngoài Bắc rồi. Rồi bà đã xưng chưa, dạ thưa cha con cũng xưng lâu lắm rồi. Bà xưng bao giờ, dạ thưa cha lần xưng tội nào cũng đi xưng cho nó chắc ăn. Thì anh chị em, đó là mình nghi ngờ lòng thương xót Chúa rồi, Chúa đã tha rồi, xưng tội trọn vẹn rồi, thì thôi quên đi nha. Câu hỏi số 87.
Hôm nay con có một thắc mắc mong cha giải đáp. Con đọc được một bài viết về nếu xin lễ lúc còn sống sẽ được ích lợi hơn khi mình chết, mới được thân nhân xin cho. Nếu đúng vậy thì phải xin lễ ở đâu và y lễ thế nào? Xin cha giải đáp cho con. Con cảm ơn cha nhiều. Cũng có một số người muốn biết. Con chào cha. Chúc cha luôn bình an mạnh khỏe. Con là Teresa Phạm ở Melbourne, Australia. Thưa anh chị em, về việc xin lễ chúng tôi đã trình bày với anh chị em rồi. Mình xin lễ là phần mình đóng góp với giáo hội, phụ giúp các linh mục để có phương tiện sinh sống, phương tiện làm việc. Như lời Chúa nói, thợ thì đáng được ăn lương. Cho nên khi chúng ta xin lễ, có phần đóng góp của mình trong đó. Và luật giáo hội buộc người linh mục là phải dâng lễ theo ý của người xin. Thứ nhất là không được ra giá. Và thứ hai, khi họ không đưa bổng lễ thì mình vẫn cứ phải làm. Nếu họ thực sự muốn xin lễ, không có ra giá và không có điều kiện, mình có thể xin lễ theo ý nào cũng được. Không phải là lúc mình còn sống thì lợi ích hơn khi mình chết. Thưa anh chị em, hai cái hoàn toàn khác nhau. Khi mình còn sống, mình xin, ví dụ, xin cho được khỏi bệnh, xin cho được khỏe mạnh, xin cho được thi đậu, xin cho được bán nhà, xin cho được trúng kỳ phỏng vấn, vân vân và vân vân. Rồi khi mình qua đời thì những người còn sống mới xin lễ cho mình. Mình qua đời rồi, mình chết rồi, thì làm sao mình xin lễ cho mình được? Cho nên cũng có những người là di chúc lại, để lại của cải gì đó, thì con cái của mình có thể lấy cái số tiền đó rồi xin lễ cho ông bà cha mẹ mình mỗi năm, mỗi kỳ lễ dỗ vân vân. Chứ không có phải là mình xin lễ gọi là tạm ứng. Là thí dụ tôi là du xe Trần Đình Long, tôi năm nay là 64 tuổi, tôi chưa chết, nhưng mà tôi xin lễ khi tôi còn sống, tức là dặn cha là cha cứ để đấy, con gửi cha 1 tỷ, khi nào con chết thì cha làm cho con 100 lễ vân vân. Con cũng chẳng có cần. Cũng có những người lo xa để làm như vậy, sợ con cháu mình nó quên, nó không làm cho mình. Nhưng mà không có phải là khi còn sống thì ích lợi hơn khi mình chết. Thưa anh chị em, chúng ta đừng có quan niệm rằng khi mình xin lễ tức là mình mua, hay là mình hối lộ, hay là mình đút lót để mình được vào nước thiên đàng sớm. Nếu mà cuộc sống của mình không tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, và lúc chết mình cũng chẳng có tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, chẳng có tin vào lòng thương xót Chúa mà chỉ tin vào tiền thôi, nghĩ rằng tiền, có bỏ ra thật nhiều tiền, xin cho thật nhiều cha, làm lễ có đức cha, có 100 cha đồng tế, rồi mình sẽ được lên thiên đàng. Mà lúc sống thì chẳng có lòng thương xót anh em mình, chẳng tin thác vào lòng thương xót Chúa, mà chỉ tin vào quyền và tiền. Rồi chết cũng nghĩ rằng là mình có tiền thì mình mua được lễ, mua được nước thiên đàng, thì mình có bao nhiêu cũng không vô ích hết. Bao nhiêu cũng vô ích hết. Chúa sẽ chỉ cho những linh hồn khác, chứ không có mình trong đó đâu. Cho nên thưa anh chị em, bây giờ đang sống trên dương thế đây, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, nghe lời Chúa, thực hành làm theo ý Chúa, đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Chúa nói ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Nếu mình sống tín thác vào Chúa, loan truyền lòng Chúa thương xót, chết ra đi bình an, có gì còn phải lo, có gì còn phải sợ. Mà đó là một cuộc trở về nhà cha, trở về nơi đấng đầy quyền năng và giờ lòng thương xót mà cả cuộc đời của mình đã tín thác vào Ngài, thì có gì còn phải sợ, có gì còn phải lo. Người nhà xin lễ cho mình, cầu nguyện cho mình thì tốt lắm, vì ai là người xứng đáng đâu thưa anh chị em. Tất cả là do lòng thương xót của Chúa mà thôi, chứ không phải do công phúc, công đức, công lanh, công lao gì của mình cả. Tất cả là hồng ân của Thiên Chúa, lòng thương xót Chúa trao ban. Vấn đề là mình có nhận mình là người cần được thương xót hay không,
có đón nhận lòng thương xót của Chúa hay không và thể hiện lòng thương xót đó ra với anh em của mình hay không, thì lúc chết mình được về với lòng thương xót của Chúa. Còn nếu không thì có bao nhiêu lễ mà mình không tín thác, không thực hành lòng thương xót của Chúa cũng không cứu vớt được mình đâu. Câu số 88. Có những câu mà nó hỏi rất là ngộ nghĩnh thôi thì cũng chia sẻ với anh chị em như vậy. Xin cha cho con được hỏi đạo Công giáo của mình có được phép ăn huyết không ạ? Tiết heo hay là tiết gà, tiết vịt? Đạo Công giáo không có cấm ăn tiết canh vịt hay tiết canh heo hay tiết canh gà. Không thấy có chỗ nào là giáo lý cấm cả. Cho nên mình không cấm thì mình được phép ăn. Vấn đề là mình có dám ăn hay không. Nó tùy theo mỗi phong tục tập quán của mỗi nước. Ở Việt Nam thì không thành vấn đề. Nhưng mà bên Mỹ hay Âu Châu chẳng hạn, mà ăn tiết canh, tiết gà, tiết vịt thì người ta cho rằng là man di mọi rợ, là ăn sống uống tươi vân vân. Cho nên cái đó là do theo cái văn hóa hay là theo phong tục tập quán của mỗi vùng miền, chứ không phải là do luật của giáo hội. Ngày xưa trong đạo Do Thái thì cấm, nhưng mà đạo Công giáo thì không. Câu số 89. Con là Kim Anh, anh em làm ở tiệm nêu, chúng con có một thắc mắc là những linh hồn ở hỏa ngục có được Chúa cứu vớt hay không vậy cha? Cảm ơn cha. Cái này chúng tôi cũng đã trả lời cho anh chị em cách đây 2 tuần rồi, về thiên đàng, về hỏa ngục, về luyện ngục. Hỏa ngục là nơi mà trầm luân đời đời. Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta không muốn bất cứ một ai, ta không muốn trừng phạt bất cứ một ai, trầm luân đời đời. Những người nào muốn trầm luân đời đời thì họ mới bị trầm luân đời đời, có nghĩa là hỏa ngục. Chính họ lựa chọn, chứ không phải là Chúa không cứu, không vớt. Họ không muốn cứu vớt vì họ không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Thì giống như người chết đuối, họ sắp chết đuối mà ở trên đưa tay ra họ không nắm lấy thì cũng chẳng cách nào cứu được họ. Họ không sám hối, cương quyết không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, chạy theo ma quỷ, bán linh hồn cho ma quỷ và cương quyết không sám hối, không quay trở về. Chúa không thể nào mà ép họ được. Cho nên Thánh Augustino nói rằng là Chúa dựng nên ta không cần có sự cộng tác của ta, nhưng Chúa muốn cứu ta thì phải có sự cộng tác của ta. Vì Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu chỉ muốn cứu vớt, ta không muốn lòng thương xót của ta, không muốn bất cứ một linh hồn nào phải hư mất. Nhưng vì Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì phải có sự tự do, không có tự do thì không còn là tình yêu. Cho nên Chúa yêu thương con người, Chúa muốn cứu con người, thì con người phải được tự do để lựa chọn Thiên Chúa hay ma quỷ, lựa chọn hạnh phúc đời đời hay là trầm luân đời đời, lựa chọn thiên đàng hay là hỏa ngục, thiên đàng hỏa ngục hay nơi ai muốn lựa chọn cách nào, do lựa chọn của con người. Và đó là biểu hiện của tình yêu, của lòng thương xót Chúa. Chúa không thể ép con người lên thiên đàng, Chúa không đẩy con người vào hỏa ngục, hoàn toàn là do tự do của con người. Chúa tạo tất cả mọi điều kiện tốt nhất để cho con người được hưởng hạnh phúc đời đời. Và Chúa luôn luôn mở rộng cánh cửa, mở rộng tấm lòng. Dù tội lỗi của con có lớn thế nào đi chăng nữa, lòng thương xót của ta cũng lớn hơn tội lỗi của cả nhân loại cộng lại. Nhưng ma quỷ nó luôn cám dỗ ta rằng không có thương với xót gì đâu, chỉ có trừng phạt mà thôi. Và con người ta dễ nghe theo cám dỗ của ma quỷ, không tin vào lòng thương xót Chúa, thôi tiêu rồi, không còn hy vọng gì nữa. Đã phong lao thì theo lao luôn, đã chót cho chết luôn. Cho nên nhất định không sám hối, không quay trở về. Thì lúc đó tự họ lựa chọn hỏa ngục, chứ không phải là Chúa không cứu vớt họ. Sao con này muốn xuống hỏa ngục nữa không? Mình chị em ở tiệm nail của Kim Anh. Câu số 90. Trước đây con học giáo lý chỉ có một Đức Kitô, vừa là chủ tế vừa là của lễ dâng mình cho Đức Chúa Cha. Mà tại sao cứ linh mục nào chủ sự thánh lễ thì hay gọi là chủ tế,
Gọi như vậy có khiến mình hiểu có rất nhiều chủ tế cho thánh lễ không ạ? Xin gia giải thích dùm con. Trả lời câu hỏi số 90. Quy chế tổng quát sách lễ Roma số 93 nói chủ tế là người trong hội thánh có chức thánh để dâng hy lễ nhân danh Đức Kitô để chủ tọa cộng đoàn tín hữu được quy tụ. Ngài thay mặt Đức Kitô là đầu mà hành động. Và để hiểu cho kỹ hơn, mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về thánh lễ là gì. Thánh lễ là việc cử hành phụng vụ quan trọng nhất của giáo hội cho mục đích tôn thờ, ca tụng, cảm tạ và xin ơn cứu độ của Thiên Chúa nhờ Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần. Tôn thờ, ca tụng, cảm tạ và xin ơn. Thánh lễ tái diễn lại qua nghi thức phụng vụ hai biến cố quan trọng nhất để kết thúc công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu. Đó là bữa tiệc ly cuối cùng và hy lễ thập giá sau đó trên đồi Golgotha. Thưa anh chị em và các bạn, nhờ bí tích truyền chức mà Chúa Giêsu đã thiết lập cùng với bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly, các linh mục và giám mục được chia sẻ chức linh mục đời đời của Chúa Giêsu, thầy cả thượng phẩm, và do đó được phép làm việc này mà nhớ đến thầy. Luca chương 22 câu 19. Nghĩa là tiếp tục dâng thánh lễ để làm sống lại cách bí tích hai biến cố quan trọng đó ngay trên bàn thờ ngày nay. Theo tín lý của giáo hội thì chính Chúa Giêsu tái diễn lại hai biến cố nói trên qua tác vụ của các thừa tác viên có chức thánh là linh mục và giám mục. Nói khác đi, thưa anh chị em và các bạn, linh mục hay giám mục chỉ là thừa tác viên và nhân danh Chúa Kitô để cử hành mọi bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Do đó, anh chị em nhớ dùm, thánh lễ do một linh mục cử hành hay do giám mục, hồng y hoặc Đức Thánh Cha cử hành thì tuyệt đối không có sự khác biệt nào về giá trị và ơn đức thiêng liêng của thánh lễ. Vì linh mục, giám mục, hồng y hay giáo hoàng chỉ là thừa tác viên, còn chính Chúa Giêsu mới là thầy cả, là linh mục thượng phẩm diễn lại các bí tích bữa tiệc ly và hy tế thập giá qua công cụ con người là linh mục, giám mục hay giáo hoàng mà thôi. Nghĩa là chính Chúa Giêsu là chủ tế thực sự của mọi thánh lễ do các thừa tác viên con người cử hành ở khắp mọi nơi trong giáo hội ngày nay. Như vậy, không có sự phân biệt nào về giá trị thiêng liêng của thánh lễ do ai cử hành, vì lý do vừa trình bày ở trên. Chúng ta cần phải nắm vững điều này để an tâm tham dự mọi thánh lễ. Một việc đạo đức tốt đẹp nhất, có giá trị thiêng liêng cao nhất để cảm tạ Thiên Chúa và cũng để xin ơn cứu độ của người qua việc cử hành lại mầu nhiệm cứu chuộc này của Chúa Kitô. Cũng cần nói thêm ở đây là trong tinh thần cụm từ Latin ex opere operato thì ơn Chúa ban qua các bí tích. Vì bí tích được cử hành đúng với nghi thức, công thức và ý muốn của giáo hội, chứ không phải vì phẩm chất của người cử hành bí tích. Nói rõ hơn, khi cử hành một bí tích nào, ví dụ bí tích rửa tội, thì nghi thức đòi hỏi của giáo hội là nước và công thức Chúa Ba Ngôi. Nếu làm đúng với công thức này thì tính bí tích thành sự. Dù trong trường hợp khẩn cấp, người cử hành có thể cũng chưa được rửa tội. Ngược lại, cho dù là linh mục hay giám mục mà cử hành thánh lễ ngoài nghi thức quy định của giáo hội, tức là ngoài cái nghi lễ quy Roma, như là tự ý đọc kinh nguyện thánh thể của riêng mình, hoặc dùng bánh tráng và rượu đế thay cho rượu nho và bánh bột mì không men, thì chắc chắn không phải là thánh lễ của giáo hội Công giáo dâng lên Thiên Chúa với mục đích
tôn thờ, ngợi khen, cảm tạ và xin ơn cứu độ. Chúng tôi vừa trả lời câu hỏi trên dựa theo cha Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn để anh chị em nắm vững vấn đề hơn về thánh lễ, về chủ tế, để mình không có bị phân biệt là lễ cho giám mục hay giáo hoàng cử hành thì long trọng và có giá trị, hay là được nhiều ơn hơn linh mục hay là linh mục này hay linh mục kia vân vân. Chúa Giêsu là chủ tế thực sự của mọi thánh lễ do các thừa tác viên con người cử hành ở khắp mọi nơi trong giáo hội ngày nay. Chúng ta đi đến câu hỏi số 91. Thưa cha, nếu như mỗi ngày đọc hai tràng mân côi trong một tháng liên tục, xin chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục, thì liệu có linh hồn nào được lên thiên đàng không ạ? Hay các ngài chỉ được an ủi từ những chuỗi mân côi ấy thôi ạ? Và nếu được lên thiên đàng thì có bao nhiêu linh hồn được cứu trong một tháng ấy ạ? Xin cha giải đáp giúp con với. Cảm ơn cha. Nguyện xin Chúa xuống thêm nhiều ơn lành cho cha và xin cho cha luôn khỏe mạnh ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Không biết của anh hay của chị. Nhưng mà ta dễ bị cái đầu óc thương mại, kinh doanh, buôn bán, tính toán ở ngoài đời riết rồi đi vào trong việc đạo, ta cũng hay tính toán theo kiểu đó. Tức là cứ tính theo số lượng mà không tính cái chất lượng. Cứ tính về cái nghi thức, về công thức, về nghi lễ mà không tính đến cái điều quan trọng nhất. Ta muốn lòng nhân từ, chân thành, chứ không muốn cái nghi lễ hay là của lễ. Vì nếu mình có đọc mỗi ngày không phải là hai tràng mân côi mà có 100 tràng mân côi đi nữa, trong không phải là một tháng mà một năm trời đi nữa, mà mình đọc như cái máy, như là đọc như là một thói quen, đọc như là một người vô hồn, hoặc là như một cái máy xay kinh ở Ấn Độ, cứ đút tiền vào là bấm cái nút rồi, thì chẳng có sinh ơn đức gì hết cho mình, cũng chẳng sinh ơn đức gì, chẳng cứu được linh hồn nào hết. Ngược lại, nếu mình cầu nguyện, đọc kinh tức là cầu nguyện, lần chuỗi tức là cầu nguyện, một hình thức của cầu nguyện, ta có thể cầu nguyện bằng thinh lặng, bằng chiêm ngắm, bằng nhìn, bằng lời nguyện tự phát, hoặc là bằng những lời kinh như kinh kính mừng, kinh lòng thương xót, đủ thứ hết. Đủ thứ kinh trong hội thánh là những cách thức để mình cầu nguyện. Mà cầu nguyện là phải cuộc đối thoại giữa mình với Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ giữa mình với Thiên Chúa, từ tiếng nói từ trái tim đến với trái tim. Không cần phải hai chuỗi mân côi một ngày, một tháng liên tục. Mình nhớ là giáo hội cho phép khi mình họp nhau cầu nguyện với chuỗi kinh mân côi mỗi ngày thì được một ơn toàn xá, hoặc lần chuỗi lòng thương xót, hoặc là viếng đàng thánh giá, hoặc là suy niệm lời Chúa hơn 30 phút, hoặc chầu thánh thể hơn 30 phút, thì mỗi ngày được lãnh một ơn toàn xá. Ơn toàn xá hay ơn đại xá là ơn tha những tội ta đáng, những xin lỗi, tha những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Còn ơn tiểu xá là tha một phần hình phạt ta đáng chịu. Và ơn toàn xá đáo ta lãnh cho mình, hoặc là ta chỉ cho những linh hồn đã qua đời, đặc biệt là trong tháng 11. Chỉ cho những linh hồn đã qua đời. Rồi công việc của ta làm đến đó là xong. Còn việc mà Chúa cho linh hồn nào, khi nào, đó là việc của Chúa, không phải là việc của ta. Ta không phải là ta đem hai chữ mân côi đến rồi ta trả giá với Chúa là được 3 linh hồn, hay là 10 chuỗi lòng thương xót thì được 4 linh hồn. Đó là đạo óc kiểu tính toán của thế gian, hoàn toàn không phải như vậy. Mà tất cả là do lòng thương xót của Chúa. Chúa là đấng rất công bằng và đầy lòng thương xót.
Nếu chỉ có công bằng không, ma quỷ nó cũng biết Chúa chỉ có công bằng. Cho nên nó cám dỗ con người ta là chỉ có phạt thôi, hết hy vọng rồi, không có lòng thương xót ở đây cả. Nhưng mà sự công bằng của Chúa là lòng thương xót, nghĩa là luôn luôn lấy lòng xót thương mà xét xử, để biết được hoàn cảnh của từng người, biết được cái việc nó làm là do cái nguyên nhân nào, do cái ý nào, bị bao nhiêu cái yếu tố nào nó chi phối, bị bao nhiêu áp lực nào nó chi phối, rồi họ phạm tội như thế thì trong hoàn cảnh nào, rồi do giáo dục, do cha mẹ, do biết bao nhiêu yếu tố, lòng thương xót sẽ tìm tất cả những cái lý do đó để mà cứu linh hồn ấy. Chúa là đấng, Chúa Giêsu nói, ai tin tưởng vào lòng thương xót, cầu nguyện loan truyền lòng thương xót của ta, thì giờ chết của họ, ta đến với họ như là một trạng sư, một luật sư, để bênh đỡ, để bảo vệ, để che chở, chứ không phải như là một công tố viên để mà tố cáo, để mà kết án. Cho nên lòng thương xót của Chúa làm sao để sự công bằng của Chúa được thỏa đáng. Vì thế mà ta đừng bao giờ suy nghĩ rằng mình bỏ ra bao nhiêu lễ, bao nhiêu tiền xin lễ, đọc bao nhiêu kinh, hoặc là thuê, hoặc là nhờ đoàn thể này đọc kinh này kinh kia thì linh hồn này chóng được lên, linh hồn kia không được lên, vân vân và vân vân. Mình làm hết sức mình, cầu nguyện cho những người thân yêu của mình, cầu nguyện cho những người đã qua đời. Rồi Chúa là đấng công minh và giàu lòng thương xót, Chúa ban cho những linh hồn nào, những ai được, khi nào, như thế nào, lúc nào, đó là do quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Ta tuyệt đối không có can thiệp vào và cũng không nên thắc mắc làm gì hết. Chỉ có tin chắc chắn rằng lòng thương xót thắng vượt lẽ công bằng. Đó là điều Chúa nói. Chứ không phải là có được linh hồn, bao nhiêu linh hồn được cứu trong một tháng. Được chưa ạ? Chúng ta đi tiếp vào câu hỏi số 92. Cha cho con hỏi là khi đọc 50 kinh Mân Côi để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, sau mỗi chục kinh thì đọc, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng, Amen. Hay là đọc, lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Hai kinh này đâu có khác gì nhau, đều cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục mà. Câu thứ nhất này, cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Câu thứ hai, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thường thì ta hay thấy là lúc đọc kinh dỗ, hay thường là đọc kinh dỗ, 50 kinh thì thay vì lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, thì người ta hay đọc chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Kinh nào cũng được, không sao hết. Quan trọng là tấm lòng của mình khi đọc kinh đó, lòng chân thành, lòng tin tưởng và quyền năng, lòng thương xót Chúa. Còn nếu mình có đọc kinh 1 mà không tin vào lòng thương xót Chúa thì cũng vứt đi. Có đọc kinh 2 cũng vứt đi. Điều quan trọng là tôi đọc, miệng thì đọc, mà tâm tôi, trí tôi, suy niệm và dục lòng tôi tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Lúc đó, những linh hồn mà tôi muốn cầu nguyện cho, họ sẽ được hưởng những gì mà chúng tôi cầu nguyện cho họ, để sau này khi họ lên thiên đàng, họ sẽ cầu nguyện lại cho chúng tôi. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Câu số 93. Chúa nói phải tha thứ tới 7 lần 7. Nhưng con nghĩ 3 lần là quá đủ rồi. Có khi nào tha nhiều quá chúng lờn mặt và vô tình làm cho chúng bị hư mất? Thưa anh chị em, Việt Nam mình có câu là quá tam ba bận. Tha 3 lần là ngon rồi nha. Lần thứ 4 là có chuyện đấy. Còn khi mà Phêrô hỏi Chúa Giêsu là tha đến mấy lần, 7 lần đã được chưa?
Chúa trả lời là không phải 7 lần mà tới 77 lần 7. Thì thưa anh chị em, đối với con người, ta hay lấy suy bụng ta ra bụng Chúa. Đối với con người, tôi tha cho anh 3 lần là quá rồi. Mà đối với những nước khác, Do Thái chẳng hạn, số 7 là quá tuyệt vời, đầy đủ lắm rồi, không hơn được nữa. Đó là giới hạn của con người. Còn Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi nhân loại cộng lại. Ta nghe Chúa kể dụ ngôn mà có người mắc nợ, có mấy trăm quan tiền, với người mắc nợ là cả bao nhiêu là ngàn nén vàng. Thì mắc nợ lớn như thế mà còn được ông chủ tha. Rồi gặp một người mắc nợ mình có một vài đồng xu ten, đây cả ngàn ngàn tỷ, cả tỷ tỷ được tha bổng. Đây mắc nợ có mấy đồng bạc cắt mà mình bóp cổ mình bắt phải tha. Chúa nói người đối xử với anh em như thế nào thì cha của người sẽ đối xử với người như vậy. Cho nên mình tha thứ, lòng mình tha thứ là vô giới hạn. Nhưng cái cách thức giáo dục là không để họ lờn mặt, không để họ hư mất lại là khác. Lòng thì tha thứ, nhưng mà phải nhắc nhở, phải cảnh cáo, phải cảnh giác, phải có biện pháp để không cho họ có cơ hội tái phạm nữa, hoặc là không cho họ có cơ hội lợi dụng để mà làm điều sai quấy nữa. Hai cái khác nhau. Lòng của Thiên Chúa luôn tha thứ cho con người, nhưng con người phải có thành tâm thiện chí quay trở về thì mới được Chúa thứ tha. Nếu cái anh con thứ đó mà không quyết tâm quay trở về, dù chỉ vì với lý do đó là cho khỏi đói thôi, dù chỉ vì với lý do là tôi về tôi chỉ làm người đầy tớ thôi cũng được rồi, nhưng mà cứ phải quay về thì cha sẽ chầm lấy và ban cho nó hơn cả những gì nó mơ ước, là chỉ được ăn cho khỏi đói, là chỉ được làm người tôi tớ. Nhưng lòng thương xót Chúa lớn hơn, tha thứ hơn 77 lần 7, đó là phục hồi lại, không phải làm đầy tớ mà vẫn là con. Không phải cho ăn cho khỏi đói nhưng mà còn tổ chức tiệc ăn mừng, còn sỏ nhẫn, còn mặc áo, còn đi giày, còn mời mọi người đến để mà vui mừng. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đừng bao giờ suy bụng ta ra bụng Chúa, mà hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa, rồi cố gắng thể hiện lòng thương xót Chúa ấy trên những người anh chị em của mình, và thể hiện lòng thương xót ấy nhiều cách, nhiều hình thức khác nhau. Cho dù là có trừng phạt, có đe, có phạt, cũng là vì thương, tội là thương cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bù. Ta đánh, ta phạt không phải vì ta ghét, nhưng mà vì ta thương, ta muốn giúp người ấy được tốt hơn. Như đứa con cần phải được giáo dục, đôi khi phải cứng rắn, phải nghiêm trị để đứa con ấy nên tốt. Như thế không phải là không tha thứ, như thế không phải là không có lòng thương xót, mà lòng thương xót thúc đẩy ta phải làm như thế, cái cách thức thôi. Còn tâm hồn của ta, trái tim của ta là vì yêu thương mà làm, chứ không phải là vì tức giận mà làm, không phải là vì làm cho bỏ ghét hay là làm cho nó đã nê. Hai cái nó khác nhau. Tóm lại, tất cả phải phát xuất từ lòng thương xót Chúa. Và lòng thương xót ấy, Chúa ấy thể hiện qua lòng thương xót của anh em mình dưới nhiều hình thức khác nhau. Một mục đích duy nhất là mong muốn điều tốt, điều thiện cho người mà mình yêu thương, người mà mình có trách nhiệm giáo dục. Vì nếu mà Chúa cũng chấp tội mình như mình chấp tội người khác, thôi 3 lần là đủ rồi nha con, 7 lần là quá rồi nha con, thì tôi và anh chị em, nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững hàn thu, nhưng cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Câu số 9-14
Kính thưa cha, xưa nay cứ nghe đoạn kinh thánh Chúa Giêsu nói: ta đến không phải để đem sự bình an mà đem sự chống đối. Con cái chống lại cha mẹ, nàng dâu chống lại mẹ chồng chống nàng dâu, hai người chống lại ba chống lại hai, vân vân. Con cứ thắc mắc mãi mà không hiểu sao Chúa lại nói như vậy. Tuy mang danh con nhà đạo dòng, dòng dòng ở nhà thờ, hết lễ dòng về nhà, mà thiệt là con chưa bao giờ hiểu những lời đó của Kinh Thánh. Con thiệt là tệ, mong cha đừng cười con nhé, con cảm ơn cha. Thưa anh chị em, đoạn Kinh Thánh này chúng tôi cũng đã cắt nghĩa nhiều lần trong các bài tin mừng. Chúa nói: ta đến không phải đem bình an mà đem sự chống đối. Con cái chống lại cha mẹ, nàng dâu chống lại mẹ chồng, theo cái nghĩa là khi Chúa đến đem ánh sáng đến trần gian thì có những người tiếp nhận ánh sáng, có những người không tiếp nhận ánh sáng. Chúa tỏ lòng thương xót với con người, có những người đón nhận lòng thương xót Chúa, có những người không đón nhận. Có những người sống trong bóng tối thì chống lại ánh sáng. Ví dụ, trong một gia đình đang khó khăn, bây giờ có người đến rượu mình buôn ma túy, bán ma túy, chắc chắn là có lời. Không những lời mà còn lời nhiều nữa, mà điều đó lại không được phép. Nhưng mà người chồng bảo mình đang nghèo, cứ làm đi. Người vợ bảo không được, điều đó không được phép làm. Nếu người chồng cứ làm, người vợ không đồng ý, thì chắc chắn là vợ chồng chống lại nhau thôi. Lòng thương xót Chúa được tỏ ra cho thánh nữ Faustina và được giáo hội nhìn nhận. Nhưng trong một giáo xứ có những người cầu nguyện lòng Chúa thương xót, nhưng cũng có những người cho rằng đó là mê tín, đó là nhảm nhí, đó là chuyện vớ vẩn, rồi chống lại. Mà điều đó thực sự đã xảy ra nhiều lần, nhiều nơi, mà chính bản thân tôi cũng thấy. Có những nhóm phải cầu nguyện ở ngoài trời 3 năm trời, không được vào nhà thờ. Mãi sau 3 năm mới được cảm thông và cho vào. Bị chống đối rất là nhiều. Rồi ngay cả việc đi lễ ngày Chúa Nhật chẳng hạn. Có những người không muốn đi lễ ngày Chúa Nhật. Nói đi lễ mất thì giờ, đạo tại tâm. Đọc kinh làm cái gì? Đạo tại tâm. Cho nên không đi lễ và chống đối những người đi lễ, cho rằng là mất thì giờ, để thời giờ đó đi làm được bao nhiêu việc khác, vân vân. Cho nên chuyện đó là đương nhiên xảy ra thôi. Chúa đến đem lửa đến trần gian và mong muốn cho lửa bùng cháy lên. Nhưng mà cũng có những người là sợ ngọn lửa đó bùng cháy lên. Vì lửa đó bùng cháy lên thì thiệt thòi quyền lợi của mình. Mình đang là ăn gian nói dối, buôn một lời mười, mà bây giờ theo Chúa thì coi như là không có lời bao nhiêu. Trong khi đó những người khác thì họ thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Bây giờ mình lựa chọn thật thà hay là lựa chọn lươn lẹo? Theo Chúa thì thua thiệt, mà theo ma quỷ thì lươn lẹo lại lên lương. Trong nhà người thì lươn lẹo, người thật thà, cũng là chống đối lại với nhau. Thưa anh chị em, cho nên Chúa bảo khi con người đến liệu còn lòng tin trên trái đất này nữa hay không. Người ta tin theo Chúa, đi vào con đường khổ giá, con đường bỏ mình, con đường thua thiệt, con đường trước mắt thế gian là con đường khổ đau. Có mấy người đi? Người ta muốn đi vào con đường dễ dãi, con đường thoải mái. Ngay trong đời sống tu trì cũng vậy. Cũng có những người siêng năng đọc kinh, những người khác không thích đọc kinh, bảo là mình đạo đức giả, cũng chết. Mình lên chuỗi lòng Chúa thương xót, người ta bảo mình là ui giời ơi, vớ vẩn, cũng chết. Rồi chống đối là chuyện thực xảy ra thường ngày. Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn can đảm. Đi theo Chúa thì chấp nhận có những chống đối, chấp nhận có những thử thách, chấp nhận có những gian nan. Và Chúa nói, gặp đau khổ thử thách như vậy, con biết con đang đi đúng đường rồi. Đường của lòng Chúa thương xót là con đường đó đó. Con đường của hiểu lầm, của chống đối, của loại trừ nữa không chừng. Và câu số 95 về bùa ngải. Đây, cái bộ hấp dẫn này. Câu 95: Chúa làm mới của con thấy họ trồng một cây ngải. Xưa giờ con chỉ nghe nói về bùa ngải mà không thấy bao giờ. Nay con mới làm tiệm neo có 2-3 ngày, thấy bà chủ tiệm mỗi sáng đem 2 quả trứng gà để vào gốc cây.
Và cả ngày thì con không để ý, chiều về thì thấy còn vỏ trứng. Sáng hôm sau bà chủ lại đem hai quả trứng mới để vào gốc cây và nhặt hai vỏ trứng của ngày hôm trước vứt đi. Hôm nay con mới quét nhà, sẵn con hốt rác gần gốc cây đó, tiện tay con nhặt luôn hai vỏ trứng ở gốc cây vứt đi luôn. Thì bà chủ tiệm nhặt vỏ trứng trả lại gốc cây và giải thích cho con biết đó là cây ngải, giúp cho tiệm có khách. Bà để vỏ trứng đó, đến sáng hôm sau để hai trái trứng mới thì mới được vứt hai vỏ trứng đó đi. Con nghe bà chủ nói đây là cây ngải để giúp bà có khách. Vậy thì là đạo Chúa con bỏ tiệm không đi làm ở đây nữa. Mấy người bạn cũ của con mới xin vô tiệm này được một tuần, họ hỏi sao đi làm 3 ngày lại nghỉ. Con cho biết là tiệm có trồng cây ngải, con đạo Chúa con không muốn đi làm chỗ như vậy, có tội. Thì bạn bè con nói hai cô cũng có đạo, nói là chủ thờ cây ngải mình không thờ, mình chỉ tới đi làm thôi. Thứ ra câu hỏi của con là, dù mình không tin hay không thờ cây ngải, chủ họ thờ, mình biết mình vẫn cố tình đi làm ở đó, như vậy mình có tội không ạ? Con thấy anh ấy lương tâm nên hỏi cha cho rõ. Với con thấy bùa ngải lộn xộn là con nghỉ làm, sợ chú buồn, mình không làm ở đó thì đi làm chỗ khác. Không thì ngồi nhà cũng không có chết đói. Xin cha giải thích cho con biết rõ vấn đề này. Thưa anh chị em và thưa các bạn, mình là người thợ, bà ấy là bà chủ, bà có trách nhiệm trong cái tiệm đó của bà. Bà muốn thờ ai, bà muốn làm gì đó là quyền và trách nhiệm của bà ấy. Mình làm công, việc của mình đến làm neo thì mình cứ làm neo mà thôi. Còn bà ấy thờ hay cúng gì, chuyện đó của bà ấy, mình không có liên can gì hết. Cho nên mình không tin và không đồng lõa, không làm thì chẳng có gì gọi là tội ở đó hết. Nếu mình cảm thấy thoải mái, làm thì làm. Còn nếu mà thấy không thoải mái thì đi làm chỗ khác, thế thôi. Chứ không phải vì làm ở đó mà có tội, vì mình đâu có đồng lõa. Chuyện của bà ấy làm gì là tự do của bà ấy, và bà ấy chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn ấy. Bà cũng nhận lãnh hậu quả về cái sự lựa chọn ấy. Mình không tin và không theo, và cũng chẳng có lý do gì để mà chống đối bà ấy, vì bà là bà chủ của mình. Bà cũng chẳng làm gì thiệt hại đến mình, thì mình hà cớ gì lại chống đối bà ấy. Bà có tự do của bà ấy, và bà tôn trọng tự do của mình thì mình cũng tôn trọng tự do của bà ấy. Rồi điểm kế tiếp nữa, đó là mình muốn đi chỗ khác làm thì mình cứ đi, không phải là vì làm ở đó có tội mà mình đi. Vì mình đâu có tin, đâu có theo đâu mà có tội, thưa anh chị em. Bây giờ luôn tiện hỏi về bùa ngải, chúng tôi xin được phép trình bày 2 ý kiến của 2 linh mục về vấn đề bùa ngải để cho anh chị em nghe cho hiểu biết thêm. Vì sẽ thấy thế nào qua câu hỏi này, nhiều người sẽ có nhiều câu hỏi khác về bùa, về ngải. Về câu hỏi bùa ngải, thư ếm có hay không, thì tôi xin trả lời rằng chúng có thật. Và hiện nay có rất nhiều người sử dụng, kể cả những người công giáo. Còn hỏi rằng có nên tin vào nó hay không, thì câu trả lời dứt khoát là không. Tất cả những hình thức ma thuật, phù phép đều không do bởi Chúa, không thuộc về hội thánh. Không thể có một quyền lực nào ở bên ngoài quyền năng của Chúa. Nếu chúng không thuộc về Chúa thì chúng thuộc về quyền lực tối tăm, quyền lực sự dữ. Và những thứ ấy chỉ đến để gieo rắc điều xấu. Chỉ có Chúa yêu thương ta, còn các thế lực thuộc về ma quỷ chỉ tìm cách làm hại ta mà thôi. Nó có thể làm lừa dối ta dưới những bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Nên đừng để mình bị mê hoặc mà chạy theo tà thần. Tôi đã từng tiếp xúc với những người sau khi đã chạy theo và phục tùng những quyền lực ấy thì bị chúng đày đọa, sai phái làm những điều gian ác mà không thể cưỡng lại được. Phải chịu bao nhiêu sự khốn khổ cùng cực và chỉ được giải thoát nhờ danh Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên
đừng bao giờ dính dáng đến hình thức bùa ngải thứ yếm mà chuốc họa vào thân. Nếu bị những bùa ngải thứ yếm khuấy phá thì hãy đến với Chúa và hội thánh. Nước phép, thánh giá, ảnh tượng thánh cũng là những phương thế giúp ta xua đuổi quyền lực ác thần. Quyền năng và tình thương của Chúa qua hội thánh có khả năng giải thoát chúng ta khỏi mọi thứ quấy nhiễu của quyền lực tối tăm của ma quỷ. Vì Chúa đã chiến thắng, đã toàn thắng kẻ dữ, nên chúng ta đặt niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài và không chạy đến với bất cứ thứ phù phép ma thuật nào cả. Đó là câu trả lời của linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích dòng Chú Cứu Thế. Và tôi xin thêm đó là quyền năng lòng thương xót Chúa nơi chuỗi lòng thương xót, nơi tâm ảnh lòng Chúa thương xót có sức mạnh giúp chúng ta lướt thắng những cám dỗ, lướt thắng quyền lực của ma quỷ, của sư dữ, lướt thắng tất cả những sức mạnh mà nó muốn quấy phá. Và khi ta đi theo con đường lòng Chúa thương xót thì ta cũng biết rằng ma quỷ, Chúa Giêsu nói, là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa. Nó sẽ tìm mọi cách nó quấy phá ta. Nhưng Chúa nói, nếu ta không cho phép, ngay một sợi tóc của con cũng không ai được đụng đến. Và những quấy phá của ma quỷ đều nằm trong tầm quyền soát của Chúa. Chúa cho phép nó làm đến cỡ nào, như thế nào thì nó mới làm được đến cỡ đó mà thôi. Tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa để không bị ma quỷ sự dữ quấy phá và làm hại ta cũng như những người thân của ta. Còn câu trả lời nghĩ gì về bùa ngải ma thuật thần thông của linh mục Giuse Nguyễn Văn Thư? Tại vì anh chị em sẽ hỏi tiếp về ma thuật sau cái câu hỏi này, cho nên luôn tiện chúng tôi nói rộng ra để anh chị em khỏi có những thắc mắc về ma, về những người chết hiện về, rồi khi mà sắp chết thì bảo là có nhiều người đứng đón ở cửa thế này thế khác, hoặc là người chết có hiện về, người thân của mình, chồng của mình chết rồi có về với mình hay không, vân vân và vân vân. Thì xin thưa anh chị em, mục này nói về những chuyện xảy ra cho một số người đang nghĩ mình bị đụng phải tai họa rồi tìm cách chạy chữa, bị ma nhập, bị dính bùa tác hại, bị oan ức nên muốn tìm cho ra một cái bí mật nhờ việc cầu cơ, bị đau bệnh dị thường cần tìm thầy pháp chữa trị. Nói chung là khi đương sự có vấn đề khá trầm trọng, chứ không phải chỉ đơn giản như là kẻ đi coi bói hay là coi chỉ tay. Trước hết, những hình thức chữa trị bằng ma thuật hầu hết là những hành vi hết sức vô nghĩa, phản khoa học và hoàn toàn không có căn cứ gì để lý giải. Sở dĩ những hình thức này tồn tại là nhờ dựa trên sự thiếu hiểu biết và tâm lý nhút nhát của đám quần chúng ngây thơ. Nó chỉ có ích cho túi tiền của những kẻ biết cách lợi dụng trong việc buôn thần bán thánh. Chỉ riêng vấn đề khéo dụ dỗ để người ta tin và thể hiện niềm tin trong khi chữa bệnh cũng đã là một thủ đoạn tâm lý rất xấu xa và đáng trách của những kẻ lừa đảo. Người bệnh nếu tự khỏi thì mang ơn thầy lang, nếu không khỏi bệnh hoặc trầm trọng hơn thì vẫn cứ tôn sùng và không dám trách cứ thầy lang vì đầu óc họ đã bị mê hoặc. Còn mục bùa ngải thì ngày nay cũng không phải là một khái niệm xa lạ. Hầu hết mọi người đều biết ít nhiều, nghe đến việc một số kẻ ích kỷ, gian ác dùng bùa ngải để mưu cầu điều tốt cho bản thân mình hoặc để ám hại người khác. Vậy, bùa chú có thật sự lợi hại không? Có tác dụng ghê gớm khi sử dụng không? Bùa ngải có nhiều dòng phái, có nhiều hình thức và dụng cụ khác nhau và có hàng trăm loại cây hay củ ngải bí truyền. Nhưng tựu chung là nhờ các ngải sư làm phép gửi lệnh điều khiển âm lực vào một vật cụ thể nào đó để trấn yểm, phục vụ mục đích người dùng. Việc khai triển bùa ngải vì vậy phải thông qua thầy bùa. Bùa ngải vì thế được coi là một trong những hình thức phổ thông để điều khai triển huyền thuật. Ngoài ra, còn có chú ếm, thần thông thôi miên. Bùa ngải dùng đủ thứ chất liệu, tùy phép yểm và tùy mục đích. Lá bùa có lại nhỏ bằng ngón tay,
có loại to như mặt bàn, loại chôn, loại đốt, loại uống, cũng có loại vô hình, vô trạng, rất bí hiểm. Chuyện này khá phổ thông nơi các dân tộc thiểu số, đặc biệt dân Mường, Nùng, Mèo. Còn cầu cơ là sao? Khi cầu cơ thì người ta khiêu khích, người ta gọi hồn người chết phải hiện về, rồi cùng đặt tay sẽ thấy câu đáp của hồn người chết về giúp đỡ họ tìm ra điều họ cần biết, thường là qua các thứ tự của các mẫu tự. Những người cầu cơ và người đồng bóng thực sự làm chuyện này trong một tâm trạng mê tín tột đỉnh, tạo nên một đầu óc hư ảo cho chính họ, cũng như cho chính người đến hỏi ý kiến. Họ là những kẻ quen sống trong sự lừa bịp. Chúng ta biết rõ Kinh Thánh Đạo Chúa nơi sách Đệ Nhị Luật chương 18 câu 10 đến câu 11 dạy rằng không ai được làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng, ngồi cốt, chiêu hồn. Phải kết luận rằng qua những thứ mê tín này mà rất nhiều người từng bị hại, không chỉ tán gia bại sản mà tinh thần cũng như thể xác còn bị tổn thương ghê gớm. Các loại huyền thuật đều nói mình có tôn chỉ tốt, là điều chỉnh quan hệ giữa con người với cõi siêu nhiên. Nhưng tất cả chỉ thuộc về thế giới ảo. Ngày nay nhiều thầy bùa, pháp sư công khai dùng huyền thuật để kiếm tiền, khai sinh nhiều hình thức tà thuật. Hiện nay chính người cho bùa chú cũng không hiểu mục đích chân truyền của huyền thuật. Của người ham mê bùa chú, người ham mê bùa chú thì tin mù quáng nên nảy sinh ra những dịch vụ không giống ai. Tin bùa chú đến mức phó thác cuộc sống mình vào nó thì chỉ là tự hại chính mình mà thôi. Chuyện ma thuật, bùa ngải đã bị huyền bí hóa và nó trở thành một phần trong đời sống tâm linh của những kẻ nhẹ dạ. Chính là vì phép bí truyền nên các loại ngải cũng được bao phủ lớp sương mờ, huyễn hoặc. Các thầy cúng, thầy pháp lợi dụng ngải đánh vào lòng cả tin của dân chúng, tạo nên những hủ tục cúng ma, thổi bệnh hoàn toàn phù phiếm. Có những người còn mưu cầu bao điều rất viễn vông như bùa chống vợ giật, bùa học giỏi, bùa bán được hàng hóa. Nhiều người vì quá bị ám ảnh với bùa ngải mà đôi khi cơ thể suy nhược, hay đang mắc bệnh ốm đau thường cũng cho rằng mình đang bị chơi ngải. Như vậy sẽ chỉ càng làm bệnh thêm nghiêm trọng. Chính vì vậy mà mỗi người hãy học sống cảnh giác, tránh những dụ dỗ lừa đảo dưới mọi hình thức. Hiểu thế nào về quỷ và ma? Trước hết ta thử nói về ma. Khắp nơi trên thế giới đều có các giai thoại về ma, vì con người thường sợ hãi cái gì mà họ không thể nhận thức bằng các giác quan thông thường, nên họ đã bán tín bán nghi về nó. Sự kiện này quả đã mang đến niềm sợ hãi. Từ đó họ thêu dệt các giai thoại rùng rợn, ly kỳ, không đúng sự thật. Nếu chúng ta chấp nhận ma hiện hữu như một con voi hay con ngựa thì có lẽ ta sẽ không còn sợ hãi. Theo quan niệm dân gian ở hầu hết các quốc gia thì ma hay hồn ma là một từ để chỉ linh hồn của người chết. Những quan niệm lâu đời về sự sống sau cái chết cũng là một trong những điều khiến nhiều người tin rằng ma hay sự trở về của linh hồn người chết là có thật. Dân Âu Mỹ ít nhiều tin ma trong ngày lễ Halloween. Nhà Phật nói ma là hồn xấu số không được đầu thai. Dân Việt tin nhiều thứ ma lạ, ma hời, ma gà, ma só, ma lai. Dưới bình dân còn gọi vài hiện tượng lạ thiên nhiên là ma trời. Đa số quan niệm ma theo truyền thống nói rằng các oan hồn hay luẩn quẩn xuất hiện để oán than hay phá phách trả thù. Bên Tàu có chuyện Tây Du Ký và Liêu Trai Chí Dị tả về ma rất là nhiều. Với giáo lý Công giáo, ma thường được hiểu là hồn hiện về, phải được Chúa cho phép trong một số trường hợp hạn hữu rất hiếm. Chuyện các thánh cũng hay kể về những dịp các kẻ lành trở về từ thiên đàng hay luyện ngục
báo tin vui hay ngỏ ý xin được hỗ trợ bằng sự cầu nguyện và hy sinh. Còn về quỷ thì Thánh Kinh Đạo Chúa đã nói rất rõ ràng. Lúc đầu thần Lucifer mưu phản nên bị Thiên Chúa phạt xuống hỏa ngục cùng đồng bọn và bị tổng lãnh thiên sứ là Michael đuổi khỏi thiên đàng. Tướng quỷ này cũng được gọi là Satan, và các quỷ khác lại được phép cám dỗ loài người làm những điều sai quấy. Để rồi, nếu trước khi chết họ vẫn chọn tà hơn chính, sẽ bị phạt vào đời sau. Bản chất của Satan là dối trá lừa bịp chúng ta, thậm chí với cả giám mục, linh mục và tu sĩ đi nữa. Ngược lại, khi chúng ta cương quyết đuổi nó đi, rồi xin ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ chiến thắng. Vậy, chúng ta phải luôn tỉnh thức, luôn cầu nguyện và đề phòng để không xa trước cám dỗ của ma quỷ, là kẻ triệt để khai thác sự yếu đuối của bản tính con người và gương xấu của thế gian, của môi trường xã hội, để mong xô chúng ta xuống vực thẳm hư mất đời đời cùng với chúng. Cho nên, muốn được cứu rỗi để vào nước Thiên Chúa mai sau, tất cả chúng ta, những người may mắn có được đức tin, phải cương quyết chống lại Satan và bè lũ của nó, để không phạm tội và mất hy vọng được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. Chúng ta cần xác tín mạnh mẽ quyền năng của Chúa trên các quyền lực tăm tối, nên đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa không để cho chúng ta thua quyền lực ma quỷ. Điều quan trọng là phải xác tín về quyền năng của Chúa Giêsu Kitô và sống cách lành thánh suốt đời. Đó là câu trả lời của cha Giuse Nguyễn Văn Thư. Và chúng tôi xin thêm đó là ngày hôm nay anh chị em mình càng vững dạ hơn vì tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, mà khải lòng Chúa thương xót đã được tỏ hiện qua thánh nữ Faustina. Chúa Giêsu đã nói cho Faustina biết tất cả những gì cần thiết cho Faustina được thị kiến thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục, cho Faustina đương đầu với những cơn cám dỗ của ma quỷ dưới những hình thức khác nhau, cho Faustina thấy được cái quyền lực sức mạnh của ma quỷ, nhưng đồng thời cũng thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa trội vượt hơn hết tất cả mọi quyền lực trên thế gian này, nhất là của ma quỷ. Chúa đã nói rõ ràng với Faustina, ma quỷ kẻ thù số một của Satan sẽ tìm mọi cách quấy phá, chống cản lại những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, những người đi theo lòng Chúa thương xót, vì nó cám dỗ con người là không có xót với thương gì hết, chỉ có trừng phạt mà thôi. Và nó gầm gừ lên vì biết bao nhiêu người đã sống khỏi tay nó. Khi họ nghe nói về lòng Chúa thương xót, họ quay trở về với lòng Chúa thương xót. Nó gầm lên và nói với Faustina rằng là đồ khốn kiếp, nó đã lấy hết các linh hồn của ta rồi. Cho nên kẻ thù số một ấy tìm mọi cách cản phá. Và Chúa nói với Faustina, con đừng sợ. Tất cả đều nằm trong chương trình, trong kế hoạch và chương trình công cuộc lòng thương xót của ta phải đi đến đích bất chấp mọi trở ngại. Và Chúa cho phép ma quỷ gây ra những trở ngại đó. Chúa cho phép ma quỷ làm được đến một mức độ giới hạn nào thôi. Và tất cả sự quấy phá, cản phá, quyền lực của ma quỷ đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúa. Chúa cho phép ma quỷ làm như thế để thử luyện lòng tín thác của con người. Chúa nói để con người vững tin vào Chúa hơn, siết chặt vào với Chúa hơn, để biết mình đi đúng đường hơn và biết rằng tất cả là do quyền năng lòng thương xót của Chúa chứ không phải công lanh gì của con người. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, mình được bình an. Vì Chúa đã nói nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Và những người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa như vậy, Chúa sẽ bảo vệ khỏi mọi kẻ thù, không kẻ thù nào làm hại được họ. Chúa chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ,
bảo vệ họ như vinh quang của Chúa, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Thưa anh chị em, cũng một tiếng đồng hồ trôi qua và chúng tôi đã tổng hợp tất cả những câu hỏi còn sót lại của năm phụng vụ cũ để chia sẻ với anh chị em, hy vọng giải đáp được phần nào những thắc mắc của anh chị em để chúng ta bước vào năm phụng vụ mới của giáo hội với sự bình an, với niềm hy vọng, nhất là sống trong sự tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Bây giờ anh chị em nào còn những thắc mắc nào mới trong năm mới này, xin mời gửi về email biết hỏi cùng ai @gmail.com, và chúng ta sẽ gặp nhau lại vào ngày Chủ nhật đầu tháng 12, mùng 6 tháng 12. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều. Một lần nữa xin lỗi nếu trong năm vừa qua chuyên mục thắc mắc biết hỏi ai có những gì chưa có tốt, chưa hoàn chỉnh, hay chưa đáp ứng, hay chưa thỏa mãn được tất cả những thắc mắc của anh chị em. Xin anh chị em cũng thương thông cảm, tha thứ bỏ qua vì giới hạn của chúng tôi. Xin các đấng bậc cũng thương tha thứ và dạy dỗ thêm cho chúng con, để chúng con được học hỏi thêm. Vì khi được anh em hỏi, chúng con có điều kiện tìm hiểu, hỏi các giám mục, các linh mục, các giáo sư, những người có uy tín, những người có trình độ, những người có khả năng hơn chúng con rất là nhiều, để chúng con học hỏi thêm và chia sẻ những cái sự hiểu biết ấy với anh chị em, để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Và càng học hỏi, càng hiểu biết bao nhiêu thì ta càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Vô tri bất mộ, không biết thì không yêu, càng hiểu biết nhiều càng yêu mến nhiều hơn. Chúc anh chị em bình an trong lòng thương xót của Chúa. Hẹn gặp lại. Amen. Đến tay lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn xuôi tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài rửa hết muôn tội đời. Có tham vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao.